Bản tin Covid 13 tháng 1. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Thế giới có gần 92 triệu ca nhiễm Covid-19. Nhận xác chồng mất vì Covid-19 về chôn cất, 4 ngày sau chồng bất ngờ trở về. Nhiều nước siết chặt công tác phòng chống dịch. Mọi hành khách đến Mỹ phải có kết quả âm tính với Covid-19. Ấn Độ ghi nhận ca mắc mới thấp nhất trong 7 tháng. Kỷ lục ca nhiễm mới, Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp. Tiêm vaccine ngừa COVID-19, khi nào mới đạt tới miễn dịch cộng đồng? Về tình hình cụ thể, thế giới có gần 92 triệu ca nhiễm COVID-19. Theo trang thống kê WorldMatters.info, tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 1 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 91.937.085 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.967.595 ca không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 65.706.810 người, 23.677.368 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 107.805 ca nguy kịch nhận xác chồng mất vì Covid-19 về chôn cất, 4 ngày sau chồng bất ngờ trở về. Người đàn ông 65 tuổi ở Honduras bị bệnh viện thông báo đã mất vì nhiễm Covid-19. Người nhà đến xác nhận và mang ông về chôn cất. Nhưng 4 ngày sau, ông trở về nhà trước sự sửng sốt của mọi người. Bà Victoria Samiento hết sức lo lắng vì chồng là ông Julio đã bỏ nhà đi nhiều ngày không thấy trở về. Suốt thời gian đó, bà cố gắng tìm chồng mà không gặp, theo Daily Mail. Nhưng đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, bà được thông báo đến một bệnh viện địa phương vì có tung tích của chồng. Bà mang theo giấy tờ cá nhân đến bệnh viện và được các bác sĩ cho biết chồng bà vừa mất vì nhiễm COVID-19. Bà được đưa đến nhà xác và nhận diện thi thể ông Julio. Gia đình sau đó đưa thi thể ông Julio về nhà chôn cất. Bà Victoria đã thuê nhà tang lễ dùng xe để đưa thi thể chồng từ bệnh viện trở về nhà của họ ở một ngôi làng gần thành phố San Nicolas, Honduras. Tang lễ của ông được người nhà và họ hàng tổ chức với chi phí là tương đương 9,7 triệu đồng. Tuy nhiên, 4 ngày sau, ông Julio bất ngờ trở về nhà trước sự bàng hoàng của mọi người. Ông Julio cho biết, sở dĩ ông không về nhà được là vì bị té ngã khi đang đi trên một cánh đồng ở thành phố Trinidad. Nơi này cách nhà họ không xa, vết thương khiến ông không thể quay về ngay với gia đình. Người mà gia đình đã chôn cất không phải chồng tôi, ông ấy vẫn ở đây, tôi nhận ra ông ấy, bà Victoria nói. Điều này có nghĩa là cả bà Victoria và phía bệnh viện đều xác nhận lầm người mất. Bà Victoria yêu cầu bệnh viện phải trả lại chi phí tổ chức mai táng vì cáo buộc nhà xác bệnh viện sai sót và trao nhầm thi thể. Trong khi đó, bệnh viện cho biết người đàn ông được đưa đến bệnh viện khi Covid-19 đã tiến triển nặng. Ông mất chỉ vài giờ sau đó. Giám đốc bệnh viện khẳng định lỗi là phía gia đình vì bà Victoria đã xác nhận lầm thi thể là chồng bà. Quy định yêu cầu bệnh viện phải để thi thể người không qua khỏi vì Covid-19 vào phòng lạnh trong 6 ngày để phòng trường hợp người nhà đến nhận thi thể. Sau đó, người vợ xuất hiện mang theo chứng minh thư, xác nhận đó là chồng bà ấy. Đại diện bệnh viện cho biết Bà Victoria cũng đưa ảnh ông Julio cho nhà xác. Nhân viên nhà xác đã xem xét và xác nhận thi thể này giống với bức ảnh. Họ mở túi đựng thi thể để bà Victoria nhìn mặt xác bên trong, sau đó bà đã xác nhận người qua đời là chồng mình. Khi mang xác về nhà, một người con của ông Julio thấy thi thể dường như không giống cha mình, nhưng tang lễ vẫn được tổ chức theo Daily Mail. Nhiều nước siết chặt công tác phòng chống dịch mọi hành khách đến Mỹ phải có kết quả âm tính với COVID-19. Kể từ ngày 26 tháng 1, người dân từ mọi quốc gia trên thế giới trước khi bay đến Mỹ phải cung cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Sau khi áp đặt quy định tương tự đối với hành khách đến từ Anh, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ mở rộng đối tượng áp dụng của quy định này với hành khách từ tất cả quốc gia. Quy định nói trên của CDC Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 1 theo AP. Mọi hành khách có chuyến bay đến Mỹ phải xét nghiệm COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Hành khách phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 cho hãng hàng không. Nếu từng mắc COVID-19 và đã bình phục, hành khách cũng phải cung cấp giấy tờ chứng minh. Anh buộc người nhập cảnh trình xét nghiệm âm tính Chính phủ Anh thông báo bắt đầu từ 4 giờ ngày 15 tháng 1 theo giờ GMT, tức 11 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, người từ nước ngoài nhập cảnh vùng England sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cách thời điểm khởi hành 3 ngày. Quy định mới được thông báo trong bối cảnh nhà chức trách Anh đang tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hoạt động đi lại ra và vào nước Anh hiện đang ở mức rất thấp do các biện pháp phòng tỏa theo quy định mới, các hãng vận tải cần kiểm tra và bảo đảm hành khách có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay, tàu hỏa hoặc tàu thủy và sẽ có các điểm kiểm tra khi nhập cảnh. Mức phạt sẽ từ 500 bảng Anh, hơn 677 đô la Mỹ đối với các hành khách và các hãng vận tải không tuân thủ quy định. Ấn Độ ghi nhận ca mắc mới thấp nhất trong 7 tháng tại châu Á. Ấn Độ thông báo ghi nhận 12.584 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức thấp nhất được ghi nhận trong vòng 7 tháng trở lại đây. Như vậy đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 10,48 triệu ca mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có 151.327 ca không qua khỏi. Tuy nhiên, số ca mắc tại Ấn Độ đang tiếp tục giảm mạnh, đến nay chỉ còn 216.558 ca, tỷ lệ phục hồi lên tới 96,48% trong khi tỷ lệ không qua khỏi giảm xuống còn 1,44%. Kỷ lục ca nhiễm mới, Malaysia ban bố tình trạng khẩn cấp. Malaysia ghi nhận 3.309 ca nhiễm mới trong ngày 12 tháng 1, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 141.533 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày, kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Malaysia trong đó có tới 3.303 ca là lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca không qua khỏi đã tăng thêm 4 ca, lên 559 ca. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Hamzah Zainuddin đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Đây là quan chức cấp cao thứ ba của Malaysia mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. Trước đó, Quốc vụ Khanh về các vấn đề kinh tế Malaysia Mustafa Mohamed và Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng, Rina Harun đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng ngày 12 tháng 1, Quốc vương Malaysia đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ứng phó đại dịch COVID-19 đang có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng khi số ca nhiễm mới tăng nhanh đe dọa toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế của quốc gia Đông Nam Á này. Lệnh tình trạng khẩn cấp này sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 8 và có thể dỡ bỏ sớm nếu số ca nhiễm mới giảm. Theo hiến pháp Malaysia, các phiên họp quốc hội và các hoạt động chính trị tại nước này đều tạm ngừng trong thời gian lệnh có hiệu lực. Tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi nào mới đạt tới miễn dịch cộng đồng? Việc triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nhiều nước sẽ không thể tạo ra miễn dịch cộng đồng cho toàn thế giới trong năm nay. Nhiều chuyên gia y tế có chung nhận định miễn dịch cộng đồng sau tiêm vaccine sẽ không đến quá sớm. Lý do của họ dựa trên thực tế là sự hạn chế trong việc tiếp cận vaccine đối với các nước nghèo, sự hoài nghi của công chúng và khả năng biến đổi của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19. Chúng ta sẽ không thể nhanh chóng quay trở lại cuộc sống bình thường, là nhận định của ông Del Fisher, chủ tịch mạng lưới phản ứng và cảnh báo về sự bùng phát toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ông thừa nhận sự cần thiết phải hình thành miễn dịch cộng đồng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới, song điều này sẽ không xảy ra trong năm 2021. Theo ông, một số quốc gia có thể đạt được miễn dịch cộng đồng, song điều này cũng sẽ không tạo ra sự bình thường, đặc biệt trong bối cảnh các nước đang áp đặt các kiểm soát biên giới. Nhà dịch tễ học Panduriono thuộc Đại học Indonesia trong khi đó cho rằng sẽ rất nguy hiểm khi một số chính phủ phụ thuộc quá mức vào các loại vaccine phòng COVID-19, bởi điều này đồng nghĩa miễn dịch cộng đồng không thể đạt được trong ngắn hạn. Chủ quan cho rằng vaccine là giải pháp tốt nhất để kiểm soát đại dịch COVID-19. Các nước có thể không còn tập trung vào công tác giám sát như xét nghiệm, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, vốn đóng vai trò quan trọng bởi bản thân vaccine cũng cần thời gian để có thể tiếp cận với những đối tượng cần được tiêm chủng và phát huy hiệu quả phòng bệnh. Bà Somya nhà khoa học trưởng của WHO, dù ngợi khen nỗ lực của cộng đồng khoa học y tế trong việc bào chế được nhiều loại vaccine phòng COVID-19 hiệu quả cao trong thời gian ngắn, chưa đầy một năm, nhưng bà cũng cho rằng chớ kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng nhanh chóng. Cần có thời gian để sản xuất đủ liều vaccine, nên nhớ đây không phải là con số hàng triệu mà là hàng tỷ. Vì vậy chúng ta nên kiên nhẫn, bà nhắc nhở.